xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Thúy Hương đang đứng ở ngay cái khu vực nướng, đồ nướng của Thái Lan. Và có rất là nhiều những cái món nướng cũng rất là quen thuộc, giống như những món nướng của Việt Nam mình đó. Bây giờ thì xin mời cả nhà đi vô xem coi món nướng như thế nào nhé. Xin mời, món nướng Thái Lan như thế nào nhé. Xin mời. Đây là hàng nướng Thái Lan nè, đồng giá ha, từ 20 cho đến 25 phần đó em. Dạ, vô một phần như thế này là bao nhiêu? Dạ, một con là 45 ngàn. Dạ, một con là 45 ngàn. 45 ngàn một con mực ha, được nướng ở trên cái bếp. Bếp này là nấu với ga ha. Đây. Điện luôn, à bếp điện. Bếp này bếp điện nha cả nhà. Ok. Rồi bây giờ sẽ quay cho cả nhà xem hải sản ở đây đây. Đây là những cái con mực được nằm sẵn, được ốp trên những cái củ. Ở đây là những cái hàng mực tươi nè, được bỏ ở trong cái củ củ sả. Ở đây là mặt tuột. Cái này là mực đã được nướng sẵn rồi ha, nướng xong rồi. Một phần á hả? Đây là một phần á hả? Bao nhiêu? 45. 50. Một phần như thế này là 50 nha cả nhà. Ủa rẻ vậy ta. Còn cái này là 4 phần nha cả nhà. Bún cua Thái hả? À, wow. Có cua nè. Trời ơi. Nhạc nó tắt tiếng cái thấy khỏe thiệt chứ. Đây con cua nè. Xin rất là nhiều. Cua này cua đồng ha. Ờ giò duyên. Quá mệt muốn té thở luôn đầu. Cái hàng này thì cũng có là da gà chiên giòn sốt Thái nữa cả nhà. Rồi. Da gà chiên giòn lên nè. Nói chung là về nhìn chung thì món Thái cũng giòn giòn giống như món Việt của mình ha. Mà trong căn cứ đây, kế bên đây cũng có rất là nhiều những con mực đang làm sẵn đây cả nhà. Đấy, và chỉ đợi chiên lên thôi. Thì bên đây khác với lại bên kia là cái phần nướng là bằng bếp ga ha. Kế bên đó là những cái thức ăn được nhạc lớn quá cả nhà ơi. Lý Hương không thể bình luận được. Rồi cho cả nhà xem. Đây là những cái xiên thịt nướng ha. Hàng này thì có thịt heo nướng kiểu Thái nè. Bên đây là bò nướng kiểu Thái nè. Bò giấy và bò ở ngoài đời. Mực, mực nướng kiểu Thái và những con mực ở ngoài đời. Sau khi chúng ta chọn mực rồi thì sẽ bật lửa than lên. Cái này là bật ga lên nướng lại. Lấy cái cọng xả ra ha cả nhà, sau đó cắt ra. Tắt cái đầu mực ra. Có nhạc luôn. Chúng ta sẽ cắt ngay cái chỗ mà đã được cắt sẵn rồi ha cả nhà. Một con như vậy có giá bao nhiêu vậy chị? Một con như vậy có giá là 50 nha cả nhà. Khá là tươi đấy. Come on.
đây, một xin lỗi đây, một xin lỗi tay lớn nhất đưa tay được không quý vị ơi. Xin lỗi nhiều, xin cảm ơn quý vị. Kế bên cái gian hàng Thai Trish Food à, đây cả nhà, Thai Trish Food nè, có rất là nhiều những hàng nướng ha, từ thịt heo cho đến thịt bò cho đến mực nướng. Và đến đây là cái hàng trái cây ha. Đây. Ca nhạc đã hết rồi, hết rình bang rồi cả nhà. Đây cũng có bánh lọc. Xin được thông báo vào tối ngày mai có sự góp mặt của ca sĩ Nhật Kim An. Xin mời quý vị cùng đến vào lúc 19:30 ạ. Đây là hàng chè Thái nha, 25.000 một phần á. Và nếu ông có hỏi chị chủ thì chị nói là cái này là bánh của Thái luôn nha. Đó, rất giống như là cái bánh lọt của Việt Nam mình ha. Cái là Việt Nam mình màu trắng. Bánh lọt màu xanh, bánh lọt dứa. Đó, thì cái này nè có sầu riêng ha, rồi mít, rồi sabo nè, giải. Nó sẽ làm nên món chè Thái đây nha. Song song đó thì cũng có rất là nhiều những cái nước uống nè của Thái Lan ha, giải lychee. Đóng theo chai chai như thế này. Hàng này là cái hàng nước ép sinh tố, đặc biệt là có cái sữa chua công thức Thái có 5.000 hũ nữa nha. Rồi nha đam đường phèn chua 12.000. Sinh tố vải. Nè. Nè. Hồi nãy giờ đi rất là nhiều ha, thì có một cái món rất là đặc trưng của Thái đó là son tầm nè. Rồi đu đủ ba khía nè, 40.000 một phần như thế này đó cả nhà. Bây giờ thì mọi người quyết định là dùng thử cái món này. Đây tụi em sẽ bắt đầu mua một cái món đó là som tam phu, có nghĩa là gỏi đu đủ ba khía, nhưng mà đây thì họ đánh sai lỗi chính tả, họ gõ thành là khỏi đu đủ, nhưng mà không sao, miễn sao là chúng ta vẫn hiểu. Đây là một anh chàng đẹp trai nhìn giống Hàn Quốc, anh ấy đang cầm cái chày. Vừa rồi thì anh ấy có nghe một cái bài là tiếng chày trên sóc bom bo. Và bây giờ thì anh đang có lẽ là những cái nhịp chày của anh thì đó, rất là bối rối nên là rung hết. Các bạn thấy là rung hết cả cái bàn thức ăn này. Hồi nãy mình thấy anh kia anh ấy cũng có cái nhịp chày nhưng mà nó không có kêu lớn, mà nó không có rung. Nhưng lần này thì mình thấy là cái bàn nó rung dữ dội, cấp 11, cấp 12, và có lẽ là giống như động đất ở Mexico mà truyền hình mới đưa tin ngày hôm qua. Mình nghĩ là chắc là cũng phải 5 đến 6 độ Richter. Nhưng mà rất may là đồ ăn thức uống lại không việc sao cả. Thì tụi em đi nhóm mấy người nên là và mua một cái phần som tam phu. Bây giờ nói chung là gỏi đu đủ ba khía. Nói chung là gỏi đu đủ ba khía thì bây giờ em sẽ thanh toán tiền. Có được giảm giá anh ơi? Có được giảm giá. À, chị cho xin 4 đôi đũa đáng lẽ là quay là phải 4 đôi đũa. Chị quê ở đâu ấy, chị quê ở đâu? Thanh Hóa, Hoa Thanh Quế đúng không? Ôi Hoa Thanh Quế xinh gái thế. Ok đó, có một hot girl Hoa Thanh Quế
Hoa Thanh Quế có nghĩa là quê Thanh Hóa. À. Đó là một cô gái rất là xinh đẹp. Rồi bây giờ quay cho cả nhà xem nè. Ấy, một cái chài rất là to ha. Rồi, bá khí. Rồi, đây là đu đủ nè. Đấy, bóp vô. Nhà hàng con voi vàng này thì ở 34 Hai Bà Trưng. Ok, bây giờ thì các anh em quyết định là đi qua hàng khác để quay và bye bye cả nhà ha. Đây là hàng Look For. Nói chung là hàng số mấy không thấy ta. À, có cái nhà hàng luôn đây. Thai Restaurant ha. Số 34 Hai Bà Trưng, quận 1. Liên Hương sẽ end video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo về các món Thái ở trong cái hội chợ lần 5 này nhé. Bye bye!